Spanish. And today I come back with a quote I think is useful and is so meaning. Hôm nay Thanh quay lại với một cái câu quote Thanh nghĩ là nó khá là hay và nó thực sự là có ý nghĩa, một cái câu truyền động lực để cho mọi người có thể vừa học vừa có thể lấy được năng lượng để làm mọi thứ, đúng không ạ? Hôm nay Thanh mới mang đến một câu quote của Robert Collier. Ok, vậy thì câu quote hôm nay là gì? Look at the board, nhìn lên bảng nhá. Thanh có câu quote khá là hay. The chances of success in any undertaking can always be measured by your belief in yourself. Câu này có nghĩa là gì nhỉ? Những cái cơ hội thành công của bạn ở trong mọi việc ấy thì luôn luôn có thể được đo bằng niềm tin của bạn và chính bản thân bạn. Ok, tại sao lại có Thanh lại thấy câu này rất là hay và muốn chia sẻ cho mọi người? Bởi vì thường á, là mọi người luôn luôn có những cái cơ hội đến với mọi người. Tuy nhiên là mọi người không bao giờ nắm lấy cái cơ hội đó cả. Bởi vì sao? Bởi vì mọi người không tin tưởng vào cái khả năng của bản thân mình, đúng không? Thế nên là cơ hội cứ đến rồi đi, cứ đến rồi đi. Và cái câu quote này thì Thanh mang đến một cái, Thanh hy vọng là Thanh mang đến một cái nguồn năng lượng mới cho mọi người, để mọi người có thể biết nắm giữ cái cơ hội của mình ở mọi lúc mọi nơi. Chỉ cần bạn có thể tin tưởng vào cái khả năng của bản thân mình thì bất cứ cái cơ hội nào, bất cứ cái hoàn cảnh nào bạn cũng có thể làm được. Và thậm chí bạn còn làm tốt hơn thế nữa. Ok, believe in yourself. Yes, đó là cái ý nghĩa của quote này. Vậy thì hôm nay Thanh điểm qua một số các cái dấu hiệu nhận biết hoặc là các một cái kỹ thuật âm để mọi người có thể học qua nhá. Rồi, thứ nhất này, the chances. Ok, cái từ này mình đọc là A dài nhá, chance, chance. Ok, bởi vì số nhiều cho nên mình sẽ đọc là chances, chances. Được chưa? Ok, the chances, chances of. Cái từ này rất hay nè. Cái từ này danh từ đúng không? Ở trong ngữ này là success, sự thành công, đúng không ạ? Ok, thành công. Và mọi người lưu ý cho Thanh đọc là success, success. Tại sao Thanh lại nhắc đến cái từ này? Bởi vì cái từ này thường các bạn hay bị nhầm giữa danh từ và động từ. Đây là danh từ thì mình đọc là success. Tuy nhiên động từ của nó là từ này cơ ạ. Mọi người nhìn này, động từ của nó là succeed, succeed. Yes, lưu ý nhá, cái này là danh từ success, success, và động từ là succeed, succeed. Mọi người lưu ý Thanh, ở đây mình có cấu trúc là succeed in doing something, tức là bạn thành công trong cái việc làm cái gì đó, đúng không? Thì mình dùng cấu trúc là succeed in doing something. Example, ví dụ nhá, hôm nay thì tôi đã thành công trong cái việc dậy sớm, đúng không? Today I succeed in getting up early. Good job. Today I succeed in getting up early. Rồi, lưu ý cho Thanh, succeed in doing something. Rồi. Và lưu ý đây là danh từ, còn đây là động từ nhá. Danh từ là success. Repeat after me. Success. Success. Còn động từ là succeed. Succeed. Succeed doing something. Okay. Next, the chance of success in any undertaking. Cái từ mọi người hay này, undertaking. Undertaking thì dịch đúng nghĩa thì nó có nghĩa là gì ạ? Những cái việc mà bạn được giao, những cái việc mà bạn phải làm đó. Thì Thanh dịch nó tóm lại nôm na thì để thoát nghĩa ra, tức là gì ạ? Những cái cơ hội thành công của bạn trong bất cứ mọi việc. Cái mọi việc ở đây là gì? Là cái mọi việc mà mình có được, mọi việc mà mình được giao, cái việc kinh doanh của mình, cái việc làm việc của mình, đúng không? Tất cả mọi việc của mình thì nó là undertaking, được chưa? Lưu ý cho Thanh ở đây cái dấu hiệu rất là hay, đó là khi mà mình gặp A cộng phụ âm cộng E thì nó là dấu hiệu của âm A. Tại sao Thanh lại là A cộng phụ âm cộng E? Bởi vì bản chất của từ undertaking này, nó là từ này, undertake. Ok, undertake. Vậy thì mình sẽ lấy dấu hiệu là A ở đây, mình sẽ gặp dấu hiệu là A cộng phụ âm cộng E. Vậy thì cái chữ A này mình sẽ được đọc là âm A. Ok, A, A, được chưa? Vậy thì mình sẽ đọc là undertaking, undertaking. Không đọc là undertaking nhá. Ok, không có âm E ở trong tiếng Anh. Ok, cho nên mình đọc là undertaking, undertaking. Good job. Can always be measured, measured. Cái này đọc là measured. Bình thường EA là dấu hiệu của âm Y dài. Tuy nhiên trong trường hợp này nó trùng hoặc ngoại lệ, cho nên mình sẽ là âm EA ở đây được đọc là A. Âm S ở đây mình sẽ đọc là J. Mình sẽ đọc là measured, measured.
không phải là measure. Yes, measured, bởi vì ở đây có ed ending sound và cái ed này sẽ được gọi là d. Yes. Be measured by your belief. Cái từ belief là gì nhỉ? Belief là sự tin tưởng đúng không ạ? Ok, sự tin tưởng. Và Thanh và lưu ý giúp Thanh đó là cái âm ie ở đây là dấu hiệu của y dài. Vậy thì mình sẽ đọc là believe. Good job. Repeat after me. Believe. Okay. Believe your belief in yourself. Yourself. Ok, bây giờ mình sẽ đọc lại một số kỹ thuật âm để mình biết rõ hơn những cái từ mà mình đã học ngày hôm nay nhá. Yes. Chances. Repeat after me. Chances. Success. Succeed in doing something. Yes. Undertaking. Good job. Measured. Believe. Yourself. Great. Và Thanh hy vọng là sau video clip này thì mọi người học được một điều gì đó qua video clip của Thanh. Và đây là một cái cách học mà thông qua các câu nói Thanh thấy là rất là hay. Mỗi hôm mình học một video clip ngắn thôi để mình học dần. Và thông qua việc học phát âm mình cũng học được một cái câu truyền động lực rất là hay để mình có thể áp dụng vào trong cuộc sống của mình, đúng không ạ? Okay, that's it for today. Thanks for watching. Bye!